Nostradamus là nhà chiêm tinh nổi tiếng người Pháp vào thế kỷ 16. Ông thường được gọi là nhà tiên tri về sự diệt vong do những lời sấm thường lột tả sự u ám, đáng sợ. Nostradamus cũng đã để lại một số dự đoán đáng chú ý cho năm 2024. Trong tập thơ Les Prophéties xuất bản từ năm 1555, Nostradamus đã đề cập rằng năm 2024 sẽ xảy ra một số rắc rối xảy ra trên toàn cầu, bao gồm xung đột gia tăng, vấn đề địa chính trị, chiến tranh trên biển, các vấn đề với hoàng gia và một thảm họa nhân đạo lớn. Thế nhưng mối lo lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt trong năm 2024 nhiều khả năng chính là thiên nhiên, khi một loạt thảm họa khí hậu được dự đoán sẽ xảy ra và đe dọa cuộc sống của con người. Trái đất khô cằn sẽ ngày càng khô cằn và sau đó là lũ lụt khiến ta khiếp sợ. Đây là câu thơ được trích từ tác phẩm Les Prophéties, cho thấy điều mà Nostradamus dự đoán vào năm 2024. Để mô tả câu thơ này, có thể hiểu rằng tình hình khí hậu vốn đã khắc nghiệt sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Nhà tiên tri người Pháp dự đoán những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như nắng nóng kỷ lục, cháy rừng, hạn hán, bão tố sẽ ngày càng xảy ra với tần suất và cường độ mạnh hơn. Lời tiên tri của Nostradamus cũng trùng khớp với những cảnh báo của khoa học về hiện tượng biến đổi khí hậu sẽ xảy ra trong năm 2024. Theo đó, Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ mới đây cho biết có một khả năng năm 2024 thậm chí sẽ còn nóng hơn năm 2023 và 99% khả năng năm 2024 sẽ nằm trong số 5 năm nóng nhất từng được ghi nhận. Điều này dựa trên thực tế rằng thế giới đang chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu do việc đốt nhiên liệu hóa thạch của con người cùng với mô hình khí hậu El Nino xuất hiện vào nửa cuối năm 2023. Điều đó kết hợp với nhiều yếu tố tự nhiên đã gây ra hàng loạt hiện tượng khắc nghiệt như bão tuyết xảy ra ở Bắc Mỹ, núi lửa phun trào ở Iceland, xuất hiện sương mù dày đặc, sóng lạnh khiến nhiệt độ giảm sâu ở Ấn Độ. Những trường hợp này cho thấy phần nào sự khắc nghiệt mà thế giới đang phải trải qua. Nhà tiên tri người Pháp cũng nói thêm rằng năm 2024 sẽ chứng kiến một nạn đói rất lớn do làn sóng sâu bệnh ập đến với làn sóng sâu bệnh được nhiều người cho rằng là mô tả các trận động đất chết người. Nhiều người ủng hộ học thuyết của Nostradamus tin rằng triết gia người Pháp dường như đã dự đoán chính xác trận động đất mạnh 7,6 độ xảy ra ở Nhật Bản ngày 1 tháng 1 vừa qua. Với khoảng 190 hectare đất bị ngập do sóng thần, hàng ngàn hộ gia đình chịu thiệt hại về tài sản, đất đai. Hiện, giới chức nước này vẫn chưa thể đánh giá đầy đủ thiệt hại do thảm họa động đất kết hợp sóng thần gây ra. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn tìm được điểm tương đồng giữa lời tiên tri của ông và các sự việc đang xảy ra. Trong một câu thơ từ nhiều thế kỷ trước, Nostradamus đã dự đoán về những cuộc đối đầu và hải chiến khiến đại dương phải khiếp sợ. Một số chuyên gia giải nghĩa rằng đây có thể là lời ám chỉ tới căng thẳng xung quanh khu vực Biển Đông, eo biển Đài Loan. Đại dương được Nostradamus đề cập đến có thể là Ấn Độ Dương. Năm 2023, Nostradamus từng đưa ra dự đoán về một cuộc đại chiến. Nhiều người cho rằng dự đoán này của Nostradamus ám chỉ cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục leo thang. Nostradamus cũng đưa ra dự đoán về một giáo hoàng mới trẻ hơn, thay thế giáo hoàng Francis đã ngoài 80 tuổi và đang gặp nhiều vấn đề về sức khỏe trong thời gian gần đây. Được biết, Michele Nostradamus hay còn được biết đến với tên Nostradamus là nhà chiêm tinh, bác sĩ và nhà tiên tri nổi tiếng người Pháp. Ông được biết đến nhiều nhất với cuốn sách Les Prophéties, những lời tiên tri, một bộ sưu tập gồm 942 câu thơ được cho là dự đoán các sự kiện xảy ra trong tương lai. Ấn phẩm đầu tiên của cuốn sách này được xuất bản vào năm 1555. Những dự đoán của Nostradamus khá chính xác trong suốt nhiều năm, trong đó có nhiều thông tin không tích cực. Ông thậm chí còn dự báo trước một số sự kiện lớn nhất trong lịch sử thế giới như chiến tranh, thiên tai và các trận chiến. Nostradamus đã tiên đoán về sự trỗi dậy của Adolf Hitler, vụ đại hỏa hoạn ở London, vụ Tổng thống Mỹ John Kennedy và vụ tấn công 11 tháng 9 tại Mỹ. Nostradamus cũng được cho là đã dự đoán chính xác thời điểm bắt đầu đại dịch COVID-19. Theo nhiều báo cáo, hơn 70% những lời tiên tri của ông đã trở thành sự thật cho đến nay. Những dự đoán của nhà tiên tri người Pháp vẫn chưa kết thúc và chúng được cho là sẽ kéo dài đến năm 3797. Mặc dù chưa biết có trở thành sự thật hay không, nhưng những dự đoán của Nostradamus vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các tác phẩm của Nostradamus được viết theo phong cách mơ hồ và ẩn dụ, có thể dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau. Nhiều câu thơ của ông rất mơ hồ và có thể áp dụng cho các sự kiện khác nhau.